Trong tập trước, sau khi được Tức Mặc lão nhân nhờ báo huyết cừu bị giết mất đồ đệ, Đăng Lệ bắt đầu lên đường truy sát Vương Lâm. Do thực lực của hắn đã là trúc cơ hậu kỳ, khiến cho Vương Lâm khi gặp phải chỉ biết bỏ chạy chối chết, không còn cách nào, Vương Lâm đành trốn vào rừng sâu để giữ lấy mạng. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Vương Lâm cẩn thận lui về phía sau, rồi lập tức rời khỏi. Trong mắt hắn hàn quang chợt lóe, vẫn chưa tiếp tục chạy trốn mà là đứng ngay đó, khai mở thần thức, yên tĩnh chờ Đằng Lệ đuổi đến. Phi kiếm của Đằng Lệ đang đem tất cả chướng ngại vật xung quanh hắn chém nát, đột nhiên thần sắc vừa động, cười lạnh một tiếng, điều khiển phi kiếm vọt tới phía trước, đã thấy thân ảnh của Vương Lâm phía trước, nhưng trong nội tâm của Đằng Lệ khẽ run lên, kinh ngạc đánh giá bốn phía, nhưng vẫn chưa phát hiện được cái gì dị thường. Nhưng đối phương có hành động kỳ quái làm hắn không thể không cẩn thận, cười lạnh hỏi, sao không chạy nữa đi? Tay phải Vương Lâm vung lên, không nói một lời, lục sắc phi kiếm xuất hiện nhắm hướng Đằng Lệ đâm tới. Cùng lúc đó, hắn vỗ vào túi trữ vật, một khối ngọc giản bay ra, Vương Lâm vội kết thủ ấn, niệm pháp quyết, há miệng phun lên ngọc giản một ngụm linh khí, lập tức, từ ngọc giản xuất hiện bốn kim sắc tự phù. Đằng Lệ cười khinh thường, rạch một đường trên ngón trỏ của tay trái, bắn ra một giọt máu hướng đến phi kiếm của mình. Phi kiếm run lên, phát ra hồng quang rất yêu dị, lập tức phóng đại thành một thanh cự kiếm, mấy lôi cầu cũng hiện ra, nhưng so với trước kia lại nhỏ đi rất nhiều. Cự kiếm xuất ra mang theo hàn khí mãnh liệt, theo tay trái của Đằng Lệ đưa lên, lập tức chém xuống lục sắc tiểu kiếm của Vương Lâm thuấn di, xuất hiện phía sau Đằng Lệ, đang định đâm vào, Đằng Lệ vỗ túi trữ vật, lập tức một chiếc chuông nhỏ bay ra, biến lớn, thành trạng thái bán trong suốt, dán trên người Đằng Lệ, lục sắc tiểu kiếm đâm vào chiếc chuông, làm hiện lên từng đạo gợn sóng trên mặt ngoài của nó. Sau khi va chạm với cự kiếm, bốn kim sắc tự phù liền bạo liệt, linh lực xạ ra, giữ cự kiếm dừng lại trên không trung một lát, rồi lại cực nhanh chém xuống. Mặt đất cũng phát ra những thanh âm ma sát, những cây đại thụ hiển nhiên cũng không thể chịu được uy áp của cự kiếm, đều sụp đổ. Vương Lâm ánh mắt chợt đảo, một đạo lam quang xuất hiện ở trước ngực, nhanh chóng bao phủ toàn thân, thuấn di rời đi. Gần như là cự kiếm đã chém đến mặt thì Vương Lâm đã xuất hiện ở hơn trăm thước ngoài xa. Một tia máu trên trán của Vương Lâm phun ra, cự kiếm chém xuống ầm ầm. Ngay sau đó, một tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên, một thân ảnh tỏa ra mùi thịt thối nồng đậm nhanh chóng từ vị trí cự kiếm chém xuống lao ra, nhanh tiếp thế kiếm đang ập đến, Đằng Lệ sắc mặt đại biến, hắn trước đó cũng có chút hoài nghi nhưng không nghĩ ở đây lại có một quái vật như thế. Tay trái hắn nhanh chóng điểm chỉ, lôi cầu bắn xuống như mưa. Vương Lâm vẫn chăm chú nhìn chăm chăm vào Đằng Lệ, lúc này khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhạt, hàn quang trong mắt lóe lên. Tay phải khẽ nâng, hai ngón tay hợp lại thành một ở trước ngực rồi vung lên. Lập tức lục quang lóe lên, Đằng Lệ hoảng sợ lui về phía sau, chỉ thấy giữa lưng đau nhói, hoảng sợ mà chẳng kịp nhìn rõ, tốc độ bỏ chạy lại càng nhanh hơn, ở giữa không trung, trong phút chốc một cái tiểu kiếm màu xanh biếc, đâm hướng về giữa lưng Đằng Lệ. Đằng Lệ mạnh mẽ quay ngược đầu lại, hai mắt đỏ hồng, lộ ra một chút tàn khốc, trong túi trữ vật lập tức bay ra vài mảnh ngọc phù, vừa mới lấy ra, thì ngay lập tức hóa thành từng tầng phòng ngự. Hắn đánh cuộc là phi kiếm của Vương Lâm đâm trúng mình trước, hay là cự kiếm của mình chém trúng đối phương trước. Nếu như Vương Lâm thuấn di bỏ chạy, như vậy trong lúc thuấn di tất nhiên cũng không có cách nào khống chế phi kiếm. Mượn cơ hội này, Đằng Lệ định bỏ chạy thoát thân, tình trạng của hắn lúc này đã giống như dầu hết đèn tắt rồi, tiếp tục ở lại chỗ này, chắc chắn là tự tìm đường chết. Tiêu Đồ Nam điên cuồng hét lên, điên rồi, tiểu tử ngươi thật là điên rồi. Nói xong, ông mặc kệ Vương Lâm phản đối, phát động thuấn di né tránh cự kiếm. Nhưng ánh sáng màu xanh vừa mới xuất hiện trên ngực Vương Lâm, hắn lập tức dùng tốc độ cực nhanh nói, còn chưa tới lúc thuấn đi, dừng. Trên mặt hắn xuất hiện một tia hung ác, cũng không thèm quay đầu nhìn cự kiếm đang chém xuống, ngay lập tức kiểm soát tiểu kiếm màu xanh, tránh khỏi tầng phòng ngự, xuất hiện ở trước mặt Đằng Lệ. Trên mặt Đằng Lệ hiện lên vẻ hoảng sợ cực độ, lúc này thì khoảng cách từ cự kiếm của hắn đến đỉnh đầu của Vương Lâm chưa tới nửa mét, một vòi máu tươi từ trán của Vương Lâm chảy xuống, hắn cũng không thèm chớp mắt, cười gằn một tiếng, khẽ nói, chết đi. Ánh kiếm lóe lên, tiểu kiếm màu xanh xuyên qua nội giáp, bắn ra từ sau lưng Đằng Lệ, dính theo một chút máu tươi. Đúng lúc đó Tư Đồ Nam phát động thuấn di, trong vùng ánh sáng màu xanh da trời lóe ra, thân thể Vương Lâm biết mất dưới cự kiếm, xuất hiện ở bên cạnh Đằng Lệ sắc mặt không còn chút máu. Cự kiếm thuận thế chém xuống, giữa tiếng ầm ầm vang lên, trên mặt đất xuất hiện một vết rách rất sâu, trong rừng cây là một vùng yên tĩnh. Rất lâu sau, Vương Lâm chậm rãi mở hai mắt, âm thanh bất mãn của Tư Đồ Nam truyền đến, tiểu tử, ngươi lúc nãy bị điên à? Nếu lão tử chậm một bước, mạng nhỏ của ngươi đã đi toi rồi. Vương Lâm trầm giọng nói, cơ hội giết Đằng Lệ chỉ có một lần, nếu như vừa rồi mà bỏ lỡ, một ngày nào đó hắn khôi phục lại linh lực thì sẽ không còn cơ hội nữa. Với lại người này đuổi giết ta đã lâu,
Nếu như để Mạc hắn bỏ đi, sau này sẽ là một cái phiền toái lớn, không bằng đánh cuộc một lần. Ngoài ra cực kiếm của hắn có tốc độ chém xuống dựa theo linh lực trong người hắn nhiều hay ít mà quyết định. Khi đó hắn đã như đèn hết dầu, tốc độ tất nhiên sẽ chậm hơn phi kiếm của ta. Tư Đồ Nam trầm mặc, hắn phát hiện chính mình giống như lần đầu tiên biết Vương Lâm vậy. Rất lâu sau, hắn chậm rãi nói, ngươi đã đủ tư cách, tâm tính thế này, có thể đã có chỗ đứng trên tu chân giới rồi. Trong giọng nói của Tư Đồ Nam bất ngờ đã không còn kiêu ngạo như ngày xưa nữa. Đối với Vương Lâm, lần đầu tiên hắn có chút kính phục, hắn tự hỏi nếu đổi lại là chính mình, vừa rồi nhất định sẽ không dám đánh cuộc. Vương Lâm cũng không nói gì, nhìn chằm chằm vào khối băng bao bọc Đăng Lệ, ánh mắt lấp lánh, nói, dùng hắn để tiến hành đoạt cơ đại pháp, có được không? Nghe được câu hỏi của Vương Lâm, Tư Đồ Nam nói, hoàn toàn có thể được, hơn nữa hắn còn là trúc cơ hậu kỳ, nếu như dùng hắn để làm lò đoạt cơ đại pháp, ngươi sau khi thành công tốc độ của ngươi ở cảnh giới trúc cơ sẽ nhanh hơn một chút so với những người khác. Vương Lâm, ngươi lần này đánh cuộc số mệnh để lấy cái gì? Đáng giá. Nói xong, Tư Đồ Nam lại đem khẩu quyết của đoạt cơ đại pháp và những điều cần lưu ý nói ra từng cái một. Trong khi đó, ở bên ngoài của lão gia nhà họ Đằng dường như cảm thấy được linh hồn của Đằng Lệ bị người ta luyện hóa, quát lên một tiếng chói tai, giọng nói đầy vẻ oán hận, âm trầm nói, ngươi giết người họ Đằng của ta, nhất định sẽ chịu lời nguyền, ngươi sẽ chết. Đằng hóa nguyên ta cuối cùng sẽ có một ngày tìm được ngươi. Một ngọn núi xa hơn mấy vạn dặm, một ông già mặc quần áo màu đen đứng ở bên trên mặt lộ ra vẻ âm trầm, ánh mắt hắn chớp động, nắm chặt quả đấm, thì thào nói, Lệ Nhi, ông nội xin thề, dù trên trời hay dưới âm phủ, nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Ở trong một động sâu trong rừng, bốn quả cầu bay ở trước mặt Vương Lâm, hắn không nói lời thừa mà đánh ra vài đạo pháp quyết hướng về phía thân thể của Đằng Lệ. Một chùm ánh sáng trong suốt và lóng lánh từ trên người Đằng Lệ bay ra, những điểm sáng chi chít này sau khi rời khỏi lập tức có một phần ba bị tiêu tan giữa trời đất. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, hắn biết những điểm sáng này chính là linh căn, vội vàng phun ra một ngụm linh vụ bao quanh những điểm sáng này rồi nhanh chóng chiếm đoạt. Những điểm sáng này lập tức sinh ra một cỗ bài xích mạnh mẽ, trong quá trình bị linh vụ chiếm đoạt lại có một phần ba điểm sáng này tiêu tán, cuối cùng chỉ còn lại một phần ba là thành công và bị linh vụ dùng hợp lại. Vương Lâm trầm ngâm một chút, ngón ta phải đâm vào trong linh vụ chứa linh căn của Đằng Lệ, khối linh vụ kia lập tức căng ra rồi bắt đầu xoay chuyển một cách quỷ dị. Ngay sau đó, quả cầu máu đột nhiên bắn ra, chui vào bên trong linh vụ rồi nhanh chóng giã ra, dần dần linh vụ bắt đầu thu nhỏ lại. Sau đó, khối cầu thịt và xương lần lượt dung nhập vào bên trong linh vụ. Lúc này thì linh vụ hình dạng đã có thay đổi rất lớn, lại thu nhỏ thành một cái vòng tròn, phát ra ánh sáng dịu nhẹ nhàng nổi trên không trung. Vương Lâm thở sâu, hắn biết đoạt cơ đại pháp đã đến bước cuối cùng, liền ngưng thần khống chế được cái quả cầu linh hồn cuối cùng, từ từ dung hợp vào bên trong vầng sáng. Sau một lúc lâu, vầng sáng đột nhiên bắn ra ánh sáng chói mắt, mắt Vương Lâm lóe lên, cắn đầu lưỡi rồi phun ra một chút máu. Máu vừa tiếp xúc với ánh sáng lập tức vang lên âm thanh xì xì, trong nháy mắt nhanh chóng tiêu tan sạch. Sau khi vầng sáng và máu dung hợp lại, đột nhiên mạnh mẽ run lên, từng trận uy áp ở trên vầng sáng phát ra, tất cả sinh vật trong phạm vi 100 dặm lúc này đều cảm ứng được dị thường ở nơi đây. Rất nhiều khí tức cường đại từ trong rừng cây xuất hiện, nhanh chóng vọt về chỗ Vương Lâm. Vương Lâm cũng không thèm chớp mắt, giơ tay triệu tập, vầng sáng này lập tức bay vào đến, dung nhập vào trong ngực Vương Lâm. Một cỗ linh lực dồi dào đột nhiên tràn đầy trong cơ thể Vương Lâm, sắc mặt của hắn lập tức trở nên hồng hào. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, cơ thể khẽ động, giống như tên rời cung mà lao ra khỏi động sau vài lần ẩn hiện, đã biến mất ở sâu trong rừng cây. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.